Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Khi nhắc đến Liên Quân Mobile thì chắc chắn các bạn sẽ liên tưởng đến việc cầm cái điện thoại lên và chơi Liên Quân đúng không? Nhưng trong video lần này mình sẽ trải nghiệm Liên Quân Mobile bằng BlueStacks 3 hay còn gọi là BS3. Thì trong phiên bản mới BS3 này đã đánh mạnh vào chế độ MOBA. Thì chế độ MOBA này có nghĩa là sao? Khi mà khởi động Liên Quân lên, anh em có thể dễ dàng nhìn thấy cái cửa sổ của chế độ MOBA này. Nếu anh em muốn biết thêm chi tiết về cái chế độ MOBA này, anh em có thể bấm vào xem video clip này nha. Ở bên dưới nó sẽ có hai chế độ, đó chính là chế độ sử dụng MOBA, chế độ mới của PS3 hay là chế độ bình thường bên tay phải. Bây giờ mình sẽ sử dụng thử cái chế độ MOBA cho anh em xem nha. Rồi mình sẽ bắt đầu mình đăng nhập. Ok, bây giờ mình sẽ tạo thử một trận đấu với máy để giới thiệu rõ hơn về cái chế độ MOBA này. Thì mình sẽ chọn tân thủ mình chơi nha. Đấu với máy tân thủ thôi, tại mình BK quá gà đi. Mình mà chơi với cái máy khó hay là mình chơi với người chơi mình sẽ dễ dàng bị ăn hành liền. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình chọn tướng. Mình sẽ chọn bé điêu thuyền đi ha, bé xinh gái này. Và đối phương đó chính là con Nát Rock. Con này mình thường gọi nó là con nhảy nhảy à, một con khá là mạnh khi đi rừng. Mình là tướng phép nên là gặp một tướng đối phương như thế này cũng khá là ngại. Rồi bây giờ đã vào được game thì mình sẽ giới thiệu rõ hơn về cái chế độ MOBA này. Anh em có thể bấm vào cái hình bàn phím bên dưới để xem rõ hơn cái chế độ này. Thì cái chế độ này nó sẽ tự động cài đặt khi mà anh em cài Liên Quân vào. Đây, tự động hết cho mình. Nếu anh em không hiểu rõ hay là muốn biết thêm về cái chế độ này thì anh em có thể bấm vào cái dấu chấm hỏi bên tay phải. Bấm vào nó sẽ hướng dẫn cho anh em. Đầu tiên muốn di chuyển thì anh em có thể sử dụng chuột phải để di chuyển. Di chuyển mọi hướng một cách thoải mái bằng chuột phải. Chọn hướng nào thì hero sẽ đến hướng đó. Giờ mình thử nha. Có thể mình di chuyển bằng chuột phải. Mình đang di chuyển chuột phải anh em lưu ý nha. Di chuyển bằng chuột phải. Khi mà chúng ta di chuyển bên chuột phải trên màn hình thì các bạn có thể dễ dàng liên tưởng đến cái việc mà chơi game Liên Minh Huyền Thoại vậy á, đúng không? Đó, rất là dễ dàng. Thì chúng ta khỏi cần cầm con lăn này chi cho nó mệt. Ngay những cái khúc mà anh em đang dầu sôi lửa bỏng hay là bị đối phương dí á, cái này rất là dễ khiến cho anh em chạy trúng tường. Nhưng mà cái chế độ MOBA này mình cảm thấy đây là một cái cập nhật rất là hay của cái phiên bản PS3 này, giúp cho mình có thể dễ dàng mình điều khiển nhân vật của mình hơn. Rồi tiếp tục. Mình đặt máu cái. Tiếp theo đó chính là gì? Những cái bàn phím này nó sẽ hỗ trợ, nó sẽ tự động làm những cái phím này sẵn cho mình luôn. Nếu mà anh em không thích những cái phím này, anh em có thể đổi để phù hợp với cái cách chơi của mình. Thì bây giờ mình không thích, mình dùng chữ Z thì mình dùng số 4 và dùng số 5. Đó thì mình bấm lưu lại. Đó. Rồi để xem những cái hướng dẫn tiếp theo là gì. Tự động xuất chiêu, kéo phím tắt vào giao diện skill, nhấn và giữ phím tắt đồng thời sử dụng chuột để ngắm, sau đó hạ phím để sử dụng chiêu. Đâu mình thử ra nha. Các bạn có thấy không? Rất là hay. Cập nhật mới này rất là hay, giúp cho chúng ta có thể điều khiển dễ dàng hơn. Nhất là những cái vị tướng có những cái chiêu mà cần định hướng như bé điêu thuyền này thì rất cần những cái chế độ như thế này, giúp cho chúng ta có thể dễ dàng điều khiển hơn. Các bạn cố gắng là mình giữ luôn cái phím chiêu của mình và mình dùng cái chuột trái của mình điều khiển, mình chọn định hướng nha. Đây mình đang dùng chuột trái, mình định hướng và mình đang giữ luôn cái phím. Rồi mình khi nào mà mình cảm thấy ok thì mình cứ thả cái phím nó ra
là nó sẽ tự động chơi cái chiều đó, rất là hay, cái này rất là hay đó, quá hay luôn. Rồi khi mà chúng ta không muốn chơi chiêu thì như thế nào, mình xem tiếp tục hướng dẫn của nó nha. Muốn hủy xài skill thì chúng ta bấm nút space hay là nút khoảng trắng á, thì chúng ta có thể hủy skill. Rồi bây giờ mình sẽ thử. Đây chúng ta đã khoảng trắng được rồi đó. Các bạn có thấy không? Khi mà bấm nút khoảng trắng thì chúng ta có thể hủy skill đó. Thì các bạn cũng có thể nhìn thấy là chúng ta vừa di chuyển và chúng ta vừa có thể định hướng được luôn. Chúng ta vừa bấm chuột trái và nhấn luôn chuột phải giữ được. Cái chế độ này nó cập nhật cực kỳ hay khi mà nó đã đánh vào cái sự di chuyển linh hoạt của cái game mobile này. Rồi, nãy giờ là mày ăn hiếp với nó không? Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình hiếp nó lại. Dạ vâng, hiếp chú hả? Ghê chưa? Các bạn thấy ghê chưa? Rồi trong cái chế độ MOBA này, sau khi mình trải nghiệm một thời gian thì mình thấy có một cái hạn chế khá nhỏ, đó chính là đối với những cái vị tướng có skill nó phải đứng yên tại chỗ để nó thực hiện, ví dụ như con điêu thuyền này nè, có đó chính là skill cuối của nó. Bây giờ nếu mà chúng ta mà di chuyển khi mà điêu thuyền đang thực hiện chiêu cuối thì nó cái chiêu cuối này nó sẽ bị dừng lại đúng không? Thì cái hạn chế ở cái phiên bản này đó chính là nếu mà các bạn đang di chuyển xa, ví dụ hiện tại mình muốn di chuyển đến cái chỗ cái trụ mà đang bị bởi ha, mà vừa di chuyển mà mình bấm cái nút ra chiêu thì nó sẽ ra một chiêu gọn, cái nó chạy luôn, nó sẽ mất cái chiêu đó của mình. Các bạn có thấy không? Nên là khi mà các bạn chơi đối với những con tướng mà có những cái chiêu như thế này thì các bạn chú ý các bạn di chuyển ít lại để cho có thể nó đứng lại một chỗ nó chơi cho nó dễ. Không thôi là nó mình sẽ bị mất skill khá là uổng phí. Các bạn chú ý điều này. Như các bạn cũng biết khi mà chúng ta đang giao tranh thì chúng ta nhấp chuột liên tục luôn. Chúng ta rất khó để chúng ta có thể canh di chuyển dài hay di chuyển ngắn hay đúng không? Nên là hy vọng trong cái phần cập nhật sau sẽ khắc phục được cái tình trạng nhỏ này cho những người chơi như tụi mình có thể trải nghiệm tốt hơn. Rồi ok, mình bắt đầu mình kết thúc trận đấu luôn nha anh em. Nãy giờ nhường anh ta rồi, anh ta cứ làm tới hoài à. Thấy đẹp quá, bu bu vô hoài. Rồi chúng ta đã kết thúc trận đấu quá là nhanh.
chế độ mobile này nó cũng có trong game Mobile Legends, nên là fan của game Mobile Legends cũng có thể trải nghiệm cái chế độ này luôn nha. Ngoài ra khi nếu mà các bạn không thích cái chế độ này, các bạn vẫn có thể chuyển về cái chế độ bình thường của các bạn. Rồi các bạn bấm sale. Cái đó là tùy lựa chọn của mỗi người và tùy cách chơi của mỗi người. Thì mình cảm thấy cái phiên bản mới mobile này nó cực kỳ hay luôn. Phải nói là giúp cho những người chơi game cùi cùi như mình á, có thể trải nghiệm game tốt hơn. Ok, đã xong cái phần Liên Quân Mobile. Vậy mình sẽ qua cái phần Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile nó xem như thế nào nha. Thì ở trong phần Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile, mình sẽ hướng dẫn luôn cho anh em cái cách mà thiết lập phím. Sẵn tiện đây mình chia sẻ luôn cho anh em, ở trong cái phiên bản mới này, ở bên ngoài khi mà chúng ta vào cái giao diện thì nó sẽ không có phóng to được. Chúng ta có thể phóng to bằng cách là bụp góc bên phải nè. Khi nào chúng ta vào game chúng ta mới có những cái thanh như thế này chúng ta phóng to. Anh em chú ý nha. Anh em chú ý thêm một điều nữa, đó chính là trải nghiệm game á, mà anh em lỡ có bấm nút F10 thì nó sẽ khóa cái màn hình của anh em thiết lập lại. Ví dụ anh em thiết lập nút A là nút đánh đúng không, bấm F10 anh em khóa đi là anh em sẽ không bấm được cái nút chữ A đó. Đây bây giờ mình hiện tại mình đang khóa cái chế độ đó, bây giờ mình đang bấm nút A nó sẽ không ăn, thì anh em chú ý cái điều này nha. Rồi chúng ta thiết lập cái phím như thế nào mình sẽ xóa hết để chia sẻ lại cho anh em. Thì đây đó chính là cái chế độ mobile này. Anh em bấm vào và anh em kéo xuống ngay cái chỗ con lăn của anh em, thấy không, để đây luôn. Rồi mình bắt đầu mình thiết lập những cái phím đánh của mình. Đó, đó, khoảng cách. Vậy đây là cái cách mà mình thiết lập cho cái nhân vật của mình. Rồi bấm xem. Hồi nãy là anh em cũng có xem cái cách di chuyển trong cái chế độ mobile này. Bây giờ mình bấm chuột phải thì nó sẽ di chuyển, mình bấm ở đâu nó cũng sẽ di chuyển đến đó cho mình, đúng không? Giúp cho anh em khá là dễ dàng trong cái việc mà di chuyển. Hoặc là anh em có thể di chuyển bằng cách là anh em nhấn luôn cái chuột phải để di chuyển. Đỡ mất công mình bấm từng cái nó sẽ bị dính, mất công bị hư chuột. Yeah.
Và thêm một điều rất là bất ngờ trong cái phiên bản mới này, đó chính là nó có hỗ trợ thêm cái việc đánh tiếng Việt có dấu. Hầu hết những giả lập mà mình biết hồi trước giờ thì nó không có hỗ trợ cái tính năng này, nhưng mà ở trong PS3 lại có tính năng này. Miễn sao anh em có cái phần mềm Wiki hay là Unikey thì anh em có thể đánh dấu tiếng Việt một cách dễ dàng. Đây là một tin rất là vui dành cho những người chơi game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile hay là những game mobile khác. Mình có nhận được một số phản hồi của anh em khi mà cài đặt hay là vào cái BlueStacks 3 khá là khó khăn. Một số anh em lại bị cái tình trạng đó chính là nó không cho vào. Thì mình đang nghiên cứu và mình đang coi có cách nào giải quyết không. Rồi có gì mình sẽ chia sẻ lại cho anh em nha. Rồi ok, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu thích video này, các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình để có thể nhận được những video mới trong thời gian sắp tới nha. Anh em cố gắng share cái video này để cho tất cả mọi người có thể cùng biết được cái chế độ MOBA này, để cho chúng ta có thể dễ dàng di chuyển hơn trong những trận giao tranh nha. Rồi, ok, xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha.